makannya, maka aku mau pesen. Oh, Thailand itu yang telat. Loh, itu yang telat lagi, yang istilah ya kan yang hal. Itu lagi, yang ada lotong lot. Yang mana mas, saya ini deh. Lotong, yang mana ini, ini gak sehat. Saya emang gak sehat deh. Dua tuh, aku ini yang awal.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi. Cái tổ sao tao nên gì nên chuyện gì phải rộng quá thế, gì rộng quá cơ thế ạ. Ôm một lô mày hàn chỉ trong ô cư thế ạ. Ôm một lô chế trong đường nào sẽ nè. Chả nó xịt má phá lô thể là gì hết. Nên chỉ trong ô thế nè. Đó chỉ là lạc thế nè. Ôi dù, thế lại hiện tẩu sao. Thật rõ. Lấy thế mẹ. Lấy thế mẹ. Lấy bộ nó chế cái dù nó ít xong hết ạ. Cái ít trên nó nhả ly ế bế cho chống nó ít xong hết ạ. Nó cái ít xong nào. Ừ. Ý ạ thì thường dù mới cháu nó phải chế dù mới mẹ ấy ạ. Dù mới bó nó nè. Dù mới bộ nó chế xương cây nạt thì ạ. Chế thường tích nó hả? Ừ. Đấy nhanh đến đế đây bước. Đế này bước. Dì cái tia gì mà nó kia chế cây. Chế là chỗ cho xấu nó nè. Ý ạ phải. Ơi ừ, bà hôn chú à. Để bà hôn chú là chuẩn cho sắm ra cứ hôn chú là hôn chú là hôn chú là hôn chú là mà nó tiểu lúc thông bỏ rút chá. Ừ chuẩn cho ta chê mình xem mà lý thế là nó chẳng cho nó hợp với nó. Bây giờ nếu chẳng cho nó hợp với nó thì mò nó chẳng nó chê thất trả lý trí mạng tử nè. Đó đi đâu mà xài. Đến đá lọc cô nữa. Đây mà to chai đi. Đôi thông xin có mình xem mà lì hậu xí ạ. Cô bố hậu hả. Nó là khứa. Mà lại ư cũng mới chẳng cho nó chùa ta thế ư mới chùa hầu rồi mà chú ta chị. Thì mới chẳng nói, giống mới
chẳng chưa nào hôn thế ạ, ý chẳng chưa chẳng chưa hôn chưa hôn thì xìa chỉ cho bên nó à. Thì lì mô á chẳng chưa hôn thế cho mày chẳng á là tì tì ạ. Nhưng mà tì đâu thú mà chế mất cơ rút sau cú đi qua đấy á. Thì lì mất cơ rút sau cú đi qua chế. Thế lúc đó thấy là chẳng chẳng chưa đi qua lỡ ra chế. Nếu chưa chưa phẻ ạ chế nó sẽ tàu đấy ạ. Ôi mà liều nói thú này cho em bị chế tớ ngủ chúng tôi có chị chạy gặp táo ạ. Thế này thì chị ta à có mấy cậu mốt thêm gì tiếp theo ạ? Tốt lắm nhỉ. Mình muốn nói thôi nhỉ. Trời ơi khôi mẹ ấy nè bố mà chỉ muốn hậu cơ rúng thôi. Cái cơ lần tập nào mà chỉ muốn thức khí tổ đó. Ngon tí xíu nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.